kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình hưng yên Thưa quý vị và các bạn, viêm tai giữa nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm và khó khắc phục như viêm màng não, áp xe não, gây liệt dây thần kinh số 7, lâu dài trẻ bị nghe kém, nhất là từ khi chưa phát triển lời nói sẽ dẫn đến rối loạn ngôn ngữ. Sau đây là những hướng dẫn về cách chăm sóc trẻ bị viêm tai giữa của điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Hồng, khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Nhi Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyên nhân gây viêm tai giữa viêm nhiễm ở vòng mũi họng như viêm VA, viêm amidan, viêm mũi xoang. Đây là nguyên nhân chính chiếm 80 tới 90%. Do biến chứng của một số bệnh lây lan qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà. Do chênh lệch áp lực giữa bên trong và bên ngoài tai quá nhanh như lặn sâu, đi máy bay, thay đổi cao nhanh hoặc bị sức ép. Do các chấn thương chọc ngoáy vào tai không cẩn thận làm rách hoặc thủng màng tai. Do thời tiết thay đổi đột ngột, mưa ẩm khói xe, khói thuốc lá, thuốc lào, than, bụi bẩn. Trẻ mới đi học nhà trẻ mẫu giáo, trẻ mới cai sữa hoặc thay đổi chế độ ăn dặm, trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp, dị ứng. Vì sao trẻ dễ bị viêm tai giữa? Do cấu trúc tai trẻ chưa hoàn chỉnh, tai trong của trẻ sẽ được kết nối với mặt sau của họng bằng vòi nhĩ. Bình thường, vòi nhĩ khi nuốt sẽ mở ra cho phép chất lỏng cùng các tạp chất dư thừa thoát khỏi tai. Khi vòi nhĩ bị tắc sẽ khiến chất thải không thoát được. Hậu quả là vi khuẩn hoặc dịch sẽ kẹt lại bên trong gây nhiễm trùng tai. Trẻ em có vòi nhĩ ngắn, hẹp, dễ phù nề hơn nên dễ bị tắc. Trẻ có bất thường sọ mặt như khe hở vòm, hội chứng đau. Nguyên nhân gây bệnh là do rối loạn chức năng vòi nhĩ, nhiễm trùng đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm VA, viêm xoang. Chú ý các biểu hiện trẻ bị viêm tai giữa cấp. Điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Hồng lưu ý, trẻ viêm tai giữa cấp thường có biểu hiện đau tai, ù tai giảm thính lực, có thể chảy mủ tai kèm theo sổ mũi, hắt hơi, ho, sốt nhẹ hoặc sốt cao. Trẻ ăn kém, bỏ bú, nôn chớ, rối loạn tiêu hóa, quấy khóc, khó ngủ. Trẻ sơ sinh bị viêm tai giữa có biểu hiện quấy, ăn kém, khóc, có thể có sốt. Tuy nhiên, với viêm tai giữa ứ dịch thì sẽ không có biểu hiện rõ. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ bị viêm tai giữa có thể gặp phải biến chứng thủng màng nhĩ, sơ nhĩ, liệt mặt, viêm tai xương trũm nghe kém, dẫn truyền, tiếp nhận hỗn hợp nặng hơn là các biến chứng nội sọ, viêm màng não, áp xe não. Điều dưỡng hầm thông tin. chăm sóc trẻ thế nào? chuyên gia cho hay chăm sóc trẻ viêm tai giữa cần chú ý chế độ vệ sinh, ăn uống và chú ý dùng thuốc theo y lệnh của bác sĩ. Nếu tai trẻ dịch mủ thì cần làm sạch tai cho trẻ, không nên lau quá sâu, không dùng bông nút kín tai, nên để dịch thoát ra ngoài tự nhiên, không nên để nước vào tai. Rửa mũi cho trẻ từ 2 tới 3 lần trên ngày bằng nước muối sinh lý ấm. Cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu. Cho trẻ ăn theo nhu cầu, chia nhiều bữa trong ngày và uống thêm các loại nước hoa quả. Đối với trẻ dưới 6 tháng, bố mẹ hoàn toàn cho trẻ bú tăng số lần lên. Ngoài ra khi trẻ sốt cần chườm ấm cho trẻ, mặc quần áo mỏng, thấm mồ hôi. Ở phòng thoáng mát, không đóng kín cửa, kết hợp dùng thuốc hạ sốt giảm đau nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C hoặc đau nhiều cách nhau 4 đến 6 giờ theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cha mẹ cần chú ý theo dõi con khi thấy trẻ có một trong các biểu hiện như trẻ đau tai tăng lên, sốt cao liên tục dùng thuốc hạ sốt và chườm ấm không đỡ, trẻ quấy khóc nhiều, bỏ ăn, bỏ bú, trẻ nôn nhiều, đi ngoài phân nhiều lần trong ngày, các dấu hiệu bệnh của trẻ không tốt lên sau 2 ngày điều trị thì cần đưa con đi khám. Để phòng bệnh viêm tai giữa cho trẻ, điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Hồng khuyến cáo cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhất là cổ, gan bàn chân khi thời tiết lạnh, vệ sinh mũi họng sạch sẽ để phòng tránh viêm mũi họng, bỏ thói quen cho tay vào miệng, ngoái mũi, điều trị sớm các bệnh viêm mũi họng, VA, amidan, đảm bảo môi trường sống tránh khói bụi, ẩm mốc, chật trội. Quý vị và các bạn thân mến, lá chắn hữu hiệu cho làn da của trẻ. Đó là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.